Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đối với kênh bán hàng của bên em nhé. Và tiếp tục trong video tiếp theo này, em lại lên cho một các bác một số các cái video của những cái dòng bát đó, và mạch súp cho anh em để anh em có sự lựa chọn thêm nhá. Thì đây toàn là những cái dòng bình dân, nói chung mà được anh em săn đón rất là nhiều vì nó hàng nó thông dụng các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số điện thoại này các bác nhá. Gọi điện thoại trực tiếp giúp em. Ok. Vâng ạ. Thì một số cửa hàng bình dân thì luôn luôn được anh em săn đón. Thứ nhất là giá thành nó hợp lý đúng không ạ? Nó vừa miếng với các bác đầu tư và nó phù hợp với nhiều người hơn. Thì ngày hôm nay em làm một cái video này giới thiệu anh em một số các dòng bát 30 và súp mạch súp rồi là loa bát 40 luôn các bác nhá. Thì các bác để ý cái mã số của nó và em báo luôn trong tình trạng cái video này luôn các bác nhá. Ok. Mã đầu tiên là mã B407 các bác nhá. B407 này là một dòng loa bát nhập khẩu. Có đầy đủ xe kim, mắc cơ mai vạch đầy đủ cho anh em luôn. Bát từ 190 côn 76 các bác nhá. Và đây các bác nhìn màng của nó đấy ạ. Các bác nhá. Đấy, từ 190 côn 76. Nói chung mà dòng bát này thì đưa ra tiếng bát rất là uy lực các bác nhá. Rất là hay. Đấy. Với dòng loa full mà sưng như thế này thì các bác biết là nó cũng rất là chất lượng các bác nhá. Thì nó một cái mức giá đầu tư rất là phù hợp hợp lý cho anh em thôi. Một đôi như này từ 190 côn 76. Đó. Em bát 30 các bác nhá. Em bán cho anh em giá là 1.600.000 đồng một đôi. Chưa có tiền ship đâu nhá, chưa có tiền ship, bác nào mua thì các bác trả thêm tiền ship không nhá. Đấy, bên em bây giờ bán trực tiếp giá cho anh em để anh em có sự lựa chọn, anh em đến nhà mua cũng được, gửi xe cũng được, hoặc là bưu điện cũng được các bác nhá. Đấy, mã còn là mã B407 các bác nhá, bắt 30, nó làm theo mẫu của CIF không nhá. Ok. Còn tiếp theo là mã 408 các bác nhá, 408. Một cái bát rất ấn tượng đấy, chạm đít của nó chạm đít 7 màu các bác nhá. Chạm đít 7 màu, làm theo mẫu GCF các bác nhá. Làm theo mẫu GCF. Đó, làm theo mẫu GCF và nó được thiết kế là một cái bích sâu này, bích lồi sâu này. Đấy, đánh bát rất là sâu các bác nhá. Từ 170 côn 76 các bác nhá. Từ 170 côn 76. Đó. Và nó phù hợp với anh em nào mà đầu tư những dòng loa full. Đấy, bình dân hợp lý. Mà bên em đang bán cho anh em chỉ có 1.500.000 đồng một đôi, chưa có tiền ship không nhá, chưa có tiền ship, ok chưa? Đó, các bác lưu ý là chưa có tiền ship, các bác nào mua thì ở gần thì qua lấy luôn, còn các bác nào xe ship rất là rẻ các bác nhá, bưu điện ship những đôi này cũng rất là rẻ luôn, các bác nhá. Đấy, 1.500.000 đồng một đôi này, đây là hai chiếc đây này, đấy, các bác nhá, ok, bao cho các bác hàng nhập khẩu 100% luôn, các bác nhá, đấy, chưa có tiền ship, đấy. Tiếp theo ở đây là mã B409. Cái mã này là mã B408 các bác nhá. B408 này các bác nhìn này. Đó các bác nhìn chưa? Đó, côn 76. Đấy, rất là chất các bác nhá. Và mã tiếp theo là mã Benziger. Đấy, em lô này em còn một ít các bác nhá. Hàng thanh lý các bác nhá. Nó cũng qua để qua trong kho một thời gian rồi. Nhưng mà loa của nó thì các bác nhìn này. Gân vải tầm dầu. Đấy, nhưng con này nó là màng dưới, à xin lỗi, gần dưới các bác nhá. Rất trông màng nó rất là rộng, những cái màng này thì cũng bắt 30 nhưng gần trên trông màng nó không được rộng màng như dòng này, không nhá. Con này thì màng nó màng cầm dầu. Đấy, còn con này là màng màng thơm, không nhá. Đấy, keo đi giữa epoxy rất là đẹp, không nhá. Keo đi epoxy là nó luôn. Đó. Và đây các bác nhìn đấy. Đấy, hàng tồn kho của nó còn nguyên màng nhận các bác nhá. Còn nguyên màng nhận. Còn một số con thì là không có màng nhận nhưng một số con có màng nhận luôn. Thì con này thì nó có ghi đầy đủ hết thông số đây các bác nhá. Là công suất 300W chở 8 ohm. Đấy. Thì em còn một ít này em thanh lý cho anh em. 1.200.000 đồng. Thì con này nó là từ 156 côn 65. Đôi này lời rất là hay không nhá. Lời rất là hay bởi vì côn 65 lời rất là hay đấy. Không nhá. 1.200.000 đồng một đôi, chưa có tiền ship các bác nhá. Chưa có tiền ship. Đấy. 1.200.000 đồng một đôi thôi. Đấy, rất là hợp lý đúng không ạ? Chưa có tiền ship các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là mã 410. Các nhà mã 410 cũng là mã nó tất cả cái dòng này thì nó đều sản xuất là trailer hết các bác nhá. Thương hiệu của Đức nhà sản xuất trailer hết các bác nhá. Nó luôn là trailer cho nó nhanh. Và con này cũng thế ạ. Đấy, còn mã này thì là của nó là bắt 20. Đấy. Bắt 20 từ 120 côn 38. Đấy. Và đợt này thì có cái giá rất là tốt cho anh em luôn. Đó, 750.000 một đôi. Coi như 750.000 một đôi. Đấy, 750.000 một đôi. Đấy. Cộng tiền ship các bác nhá. Thì ship 320, nói chung con này bác nào nó full 20 này, làm loa trả lời này, lắp vào loa hát karaoke thì con này
cực là hay luôn, bởi vì là gân của nó gân vải tầm dầu các bác nhá, gân vải tầm dầu đấy, màng của nó thiết kế rất là chắc chắn các bác nhá. Thì những dòng gân vải tầm dầu này đi ra tiếng lời nó rất là hay, tiếng lời rất là hay các bác nhá, tiếng lời rất hay. Còn này kháng kháng trở là 4 ôm các bác nhá, đấy ok cho anh em, rất là hay đấy. 750.000 một đôi, chưa có tiền ship các bác nhá, chưa có phí ship. Và mã tiếp theo là mã bát 30. Đấy, bát này là super bát các bác nhá. Super bát thì nó làm theo mẫu lồng vàng này, giống màng của màu clip ấy các bác nhá, clip ấy. Đấy. Thì bát 30 này thì là từ 140 côn 51 các bác nhá, côn 51 big big sâu các bác nhá. Con này nó big big sâu. Big big sâu các bác nhá. Đây ạ. Có cả mặt nạ các bác nhá. Các bác nhìn cho big sâu này. Đấy, và đầy đủ CQ mã tem mã vạch đầy đủ như các bác nhá. Bao cho các bác đi mà hàng Việt Nam em xin tặng cho các bác mỗi người một đôi, ừ, cho vui các bác nhá. Em cam kết tất cả anh em đi hàng Trung Quốc, không có hàng Việt Nam các bác nhá. Đấy, con này là từ 140 côn 51, em bán là 600.000 một quả này các bác nhá. Những bác nào mà bát nó cháy các bác đi cuốn lại nó mất một vài trăm nghìn rồi thì thay luôn cái bát mới các bác nhá. Và dòng gân béo này là tương rất là sâu và uy lực các bác nhá. Đấy, côn 51 một quả của nó là 600.000 một quả các bác nhá. Coi là một quả này, cái súp này thì bán quả một các bác nhá. Là chưa có tiền ship các bác nhá. 600.000 một quả, chưa có ship các bác nhá. Có cả mặt lạ luôn. Đấy, chân nó rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Mã của nó 411 các bác nhá. Đấy. Và tiếp theo là cái mạch super bass các bác nhá. Dòng này thì em đọc thông số luôn ạ. Con này nó mạch 4 sò, nhập khẩu cao cấp các bác nhá. Một chiều đứng của nó là 26 này. 26 chiều đứng đây này. Đấy, còn nó chiều ngang của nó là 20. Thì mạch này em bán 1.600.000 đồng một cái. Chưa có ship các bác nhá. Chưa có ship. Đấy, chưa có ship các bác nhá. 1.600.000 đồng, chưa có ship. Đó, mạch thì mình nhập khẩu 100 trong made in China các bác nhá. Đấy, tất cả cái này nó đầu mạ lốt đồng các bác nhá. Mạ lốt đồng. Thì dòng này nó dòng cao cấp nữa, nó có cả quạt gió các bác nhá. Và đây là cho các bác xem cụ thể của nó luôn. Cái nguồn nó rất là to các bác nhá. Cái nguồn nó rất to và dày này. Các bác nhìn chưa? Và các bác nhìn này, từ cái mạch của nó gắn tụ chạy 4 tụ 80V các bác nhá. 4 tụ 80V. Đó, 4 tụ 80V này. Trên tụ này nó đều đủ gắn đầy đủ các cái keo cước để chống rung này, rất là chắc chắn. Bởi vì mạch của nó, các bác nào mà chỉ nhìn qua những cái mạch mà nó nhập khẩu cao cấp, nó nhìn nó khác ngay hoàn toàn luôn cái mạch Việt Nam các bác nhá. Ngoài tản nhiệt ra thì con này nó có cả có quạt gió ở giữa này, các bác nhìn chưa? Đấy, nó chạy nó rất là mát. Đấy các bác nhá. Nên là từ cái lúm của nó và cái nguồn to này, linh kiện đẹp này, thì nó xứng đáng với đồng tiền thôi. Coi như còn những cái mạch của Sài Gòn với những mạch của Việt Nam sản xuất ấy, thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều các bác nhá. Đấy, mạch nhập khẩu 100 China thì bán là 1.600.000 đồng một quả, một cái mạch này. Đấy, chưa có tiền ship các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý ạ. Và tiếp theo là mã 412, là mã bát 40. Đấy, bát 40. Đấy, bát 40 các bác nhá. Đây, cái này. Mã bát 40 này, gân béo này, màng dày này, các bác nhá, màng dày. Nó phù hợp với bác nào đánh mạch 4 sò, 6 sò, rất ok, rất uy lực. Con này thì từ của nó mạch từ 170, từ 170 côn 65 các bác nhá. Từ 170 côn 65. Đấy, có đầy đủ CQ mã tem mã vạch. Và các bác nhìn cái màng của nó này quá dày, đánh rất là đảm bảo cho bác. Thứ nhất là bát sâu, uy lực, không lo gãy cổ các bác nhá. Đấy. Và xương đúc các bác nhá. Xương đúc toàn phần này các bác nhá, xương đúc toàn phần các bác nhá. Đấy, xương đúc toàn phần. Đấy, các bác nhìn chưa? Thì trước này em bán là 1.150.000 một quả các bác nhá. 1.150.000 một quả. Chưa có ship các bác nhá. Đấy, 1.150.000 một quả, chưa có ship. Từ 170 côn 65 các bác nhá. 1.150.000. Chưa có tiền ship các bác nhá. Đây là giá một quả các bác nhá. Đấy. Và tiếp theo là mã là cũng là super bass 40, nhưng dòng này nó là dòng công suất lớn hơn. Từ 190 côn 76 các bác nhá. Côn 76 các bác nhá. Từ 190 côn 76 đấy ạ. Em có ghi để thông số các bác rồi. Từ 190 côn 76 này, quả này là mã 412 các bác nhá, 412. Đấy. Thì con này nó màng dày này và xương đúc các bác nhá. Nó y hệt như con kia nhưng mà nó sâu hơn. Nó sâu hơn này, gân béo đánh cực sâu uy lực các bác nhá. Hay là dòng này phù hợp với bác nào đánh mạch 6 sò, 8 sò, 4 sò đều ok các bác nhá. Đấy, một chi tiết mua hàng các bác liên hệ trực tiếp bên em các bác nhá.